chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2019, thì bên Đức Trung mới nhập về một chiếc xe, đó là chiếc Chevrolet Spark được sản xuất năm 2010. Chiếc xe có cái lớp sơn màu bạc. Thì bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý vị anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp, kết bạn qua Zalo, số điện thoại 0965 951 955. Quý vị anh chị các bạn xem video thì hãy bấm nút đăng ký màu đỏ để thường xuyên cập nhật được các cái mẫu xe cũng như là các cái giá cả. Đồng thời ủng hộ cho bên chợ ô tô miền Bắc cũng như là Đức Trung. Khi mà quý vị anh chị các bạn đến mua bán hoặc là giao dịch tại chợ ô tô miền Bắc thì sẽ có ưu đãi. Thì trước mắt quý vị thì đây là một chiếc xe Chevrolet Spark nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, và cái giá thì rất là hợp lý. Bên Đức Trung đang chào bán chỉ có hơn 100 triệu thôi, 100 triệu nhô nhô một tí thôi. Vì theo quý vị anh chị các bạn có những yêu cầu rút hồ sơ hay là như thế nào thì là Đức Trung sẽ hoặc là vận chuyển sẽ được hỗ trợ. Đấy. Thì khi mà đến mua bán trực tiếp thì bên Đức Trung sẽ có cái giá ưu đãi nhất cho quý vị anh chị các bạn. Thì chiếc xe này nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và nó đi được 5 người, 5 chỗ đàng hoàng, và nó có đầy đủ các cái chức năng như những cái dòng xe khác, được trang bị động cơ 0.8 nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ tầm khoảng 5 lít rưỡi trên 100 km. Xe thì có cái lớp sơn màu bạc, cái phần ngoại thất của xe thì còn rất là đẹp như quý vị bạn thấy đấy. Từ các cái đường gân, đường chỉ, các cái mối lắp ghép của nó rất là nhỏ, đều và sắc nét. Các cái chỉ cua lốp, các cái đường gân của nó còn rất là sắc nét, chứng tỏ một con xe này chưa hề bị đâm va. Cam kết với quý vị anh chị các bạn không bị đâm va, không bị ngập nước, không tranh chấp về pháp lý. Sẽ đi vào chi tiết. Đấy, cụm đèn pha hai bên đèn pha thì sáng bóng và trong đều như nhau. Xe thì cũng được trang bị thêm một cái đôi đèn vàng, đèn gầm đấy, để phá xương, như là một cái cặp đèn led để độ thêm. Xe thì mang biển của tỉnh Tuyên Quang, 22A 02792. Trang bị cái bộ la răng đúc rất là đẹp, lốp xe thì còn rất là mới, mua xe này về thì sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì. Đăng kiểm thì còn khá là dài đến tận tháng 12 năm 2019. Quan sát luôn các cái phần ba bô lê là cái phần mà hay bị va quẹt như này, móc méo nhất. Đấy, kiểm tra đây là cái phần lốp đằng sau bên phụ, lốp rất là tốt, là răng đúc. Phần sau thì cái càng trống thôi. Đấy, các cái lắp bình xăng này, các cái hõm cửa này cũng được lắp thêm các cái miếng mạ chrome. Xe thì cũng được trang bị vè mưa, rồi các cái giá lóc, lắp thêm cái giá lóc này vào thì nó xe nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Quan sát là các cụm đèn hậu. Đấy. Rồi là xe thì cũng được trang bị màn hình cam lùi. Đèn hậu thì vẫn còn sáng bóng, màu sắc thì còn rất là tươi. Ta sẽ đi vào cái phần nội thất của xe. Trước khi đi vào nội thất thì ta quan sát thêm cái phần lốp với la răng của cái bên phụ. À, bên lái, xin lỗi quý vị. Đấy. Lốp bên lái đằng sau đây,
răng. Lốp lái rất là mới, là răng được cửa thành đĩa. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu đen kết hợp với lại màu kem. Đấy, được cải cho nên nó rất là đẹp. Cái ghế đằng trước này thì được trang bị thêm hai cái áo ghế màu đen. Rất là đẹp luôn. Trần lý nguyên bản này được bọc thêm một cái lớp ni lông. Đấy. Xe thì được trang bị màn hình cam lùi. Đấy. Rồi các cái phần điều hòa rồi nè, các cái tính năng đầy đủ, không thiếu một cái tính năng gì, mà xe thì cũng đi được 5 người, 5 chỗ. Xe thì nhỏ gọn. Người ta quan sát cái phần này, táp ly này, cục điện, keo chỉ. Zin luôn. Quan sát cái bộ ghế, ghế da của hàng ghế thứ hai. Cam kết là cột kèo keo chỉ thì vẫn còn zin. Quan sát thêm là cái phần táp ly cũng như là các cái keo chỉ của cái cánh cửa đằng sau bên phụ. Các cái phần khuy này, khuy khóa cửa, rồi các cái phần kèo cột. Kèo cột thì bên Đức Trung cam kết luôn là kèo cột thì nguyên zin, tất cả keo chỉ thì vẫn còn nguyên zin nhé. Một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, chỉ có hơn 100 triệu. 105-106 triệu ta đã có ngay một chiếc ô tô. Mức tiêu hao nhiên liệu rơi khoảng 5 lít rưỡi trên 100 cây. Chúng sẽ nổ máy chiếc xe này. Đã nổ rồi. Hệ thống đèn pha cốt. Cam lùi rất là sắc nét. Hệ thống gạt mưa vẫn hoạt động đủ các cái tốc độ. Bên phụ thì hơi rít một tí thì bên Đức Trung sẽ bảo dưỡng lại, làm sạch sẽ các cái khe kẽ của nó, bụi nó chui vào thì là nó sẽ trơn tru, nó sẽ tốt thôi. Xe thì cực kỳ là đẹp, đầm chắc, máy móc thân vỏ mọi thứ rất là ok, điều hòa rất là mát. Giờ ta sẽ đi kiểm tra cái phần khoang động cơ cũng như là keo chỉ phần nắp capo. Đây là toàn bộ ghe khoang động cơ của chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2010. Xe thì được trang bị động cơ 0.8 3 máy
thế thì còn cực kỳ là khô ráo, máy nổ êm, tất cả các chi tiết hệ thống cầu lọc gió này, các hệ thống giằng đầu mặt ca lăng đến các cái tai, cũng như là mắt ca cô thì vẫn còn nguyên zin. Khi đóng cái lắp máy xuống thì không nghe tiếng động cơ nổ. Vâng, chiếc Chevrolet Spark được sản xuất năm 2010 màu bạc. Thì đã được trang bị đầy đủ các cái đồ chơi. Là răng thì cũng là răng đúc rồi. Bên Đức Trung đang chào bán chiếc xe này với giá là 105 triệu. Nên quý vị anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955 để ta chốt chiếc xe này. Xin cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.